Rồi vườn nhà ngoại xin trở lại cùng anh chị em với lại tất cả các cháu nha. Thì hôm nay không gài á, hôm trước mình có quay mấy cái bông sen đá của mình ở dưới nhà đó quý vị. Thì nó nở tới đâu mình quay tới đó nha. Hôm nay nó nở hơi chậm á, bị ít nắng đó nha quý vị. Thì giờ hôm nay thì mình có mấy cái bình quỳnh nhật á, mà nó nở nhiều quá mà hôm gài không có quay được. Có mấy cái bình bên kia nó nở bông rất là nhiều như hôm trước á, mà không có quay được để nó héo hết rồi. Giờ hôm nay mình có mấy cái bình bông nó nở ra, mình sẽ quay cái này nha quý vị. Đó, quay cho tất cả mọi người xem, mình có tới cả chục bình này là mấy nha quý vị. Mình dăm nó ra, bây giờ nó có rất nhiều nhưng mà bình nó có ít bông chứ nó chưa có bự, thành ra bông nó ít lắm. Ở đây cũng có bình nữa nè, bình này cũng bông nhiều nè, nhưng mà nó mắc kẹt trong cái bình này rồi nè. Đó, trên đó cũng có bình nữa đó, mà chỗ này mát quá, cho nên nó không có ra bông nhiều nha. Rồi mong tất cả anh chị cùng các em cháu xem cái video năm nay mùa hè của vườn nhà ngoại, bông năm nay kém hơn mọi năm nha quý vị. Coi nè, coi cái này của vườn nhà ngoại coi nè, quý vị thấy mê không? Coi nó đẹp nè. Cái loại này á nha quý vị, trồng nó rất dễ, nhưng mà vườn nhà ngoại thấy nó cũng có một hai cái điểm khó đấy. Cái chỗ nào mà nó có vừa nắng mà nó có hơi mát nhiều á là nó sẽ lên màu quý vị coi nè. Đó, màu vàng ha, bên đây cũng vậy nè. Ở trong này cũng mà mình ở bây giờ mình cái cây này nhiều lắm, nhưng mà tại vì mình dâm mình để ngoài nắng đó cho nên nó không có đẹp lắm. Có cây trong nào có mát mát gì là quý vị thấy đẹp không? Rất đẹp nha. Mình có mấy năm nay mình bông mày nó nở chậm nha, mấy cây sen đá mình hôm nay nó nở nè quý vị xem nha. Mỗi năm nó nở nhiều lắm nhưng năm nay nó nở hơi ít, là lý do là nắng ít thôi nha quý vị. Rồi mình để trên cái kệ đó nó nắng nó hơi ít là màu màu đẹp ghê ha. Ồ, có mấy cái màu này đẹp, mình có màu đỏ nữa nha. Rồi nè, cái bình này bông dễ thương ghê không? Cái bông nó cái xoay tròn kìa, cưng quá ha. Đó, mình năm nào mình cũng quay mấy cái này mình để lên cho quý vị xem nha, cho tất cả anh chị em với các cháu ngắm nha. Cái này nó mọc con ra cái nó cũng có nở nè. Cái anh này cái nè, thấy thương ghê không? Sao mà ảnh dai không ghê quá. Nó bắt đầu nở rồi đó, như cái cây này cũng có bông rồi nè quý vị. Năm nay nhiều lắm nhưng mà chắc khoảng tuần nữa nó mới nở nhiều. Đây cái bụi này cũng dễ thương ghê ha. Nãy giờ mình để ngoài nắng nó mới nở đó, nhưng mình để trong kia mát đó, nó không nở nha quý vị. Thấy thương cái bông này quá à. Để coi thấy 2, 4, 6, 8 cái bông. Mà bữa nay mới nở có con cái à. Đây nha, cái này quý vị thấy không, nó cũng nở bông hết trơn nè. Có cái bụi này mà cái bụi này mình trồng nó gai nhiều quá nha quý vị, mà nó nở bông thấy thương quá à. Nó nở đẹp ghê không, bông tưởng tưởng nó chết rồi chứ, nhưng mà sao nó giờ nó ra nó ra lá lại, cái bắt đầu nở mấy cái bông đẹp quá. Cái này bữa hôm nay cái video hôm nay mình quay về bông không nha quý vị, nhưng năm nay xin lỗi cả nhà bông ít quá, không có giống mọi năm. Rồi để đây mấy cái bình trái tim hồng, mấy tim xanh của mình nè. Mình hôm đó mình trồng mình sang đó, giờ nó cũng dễ thương ghê coi nè. Đó rồi để mình sẽ đi qua nhà con gái nha, mình sẽ quay tiếp cho quý vị coi bên gái bữa nay nó có nở cái bông nào không nha quý vị. Rồi mời tất cả mọi người đi theo chân ngoại qua nhà con gái nha. Đây nha quý vị, năm nay cái này thất nha quý vị, cũng có bông nhưng mà nó hình như nó chưa có nở nhiều bình lắm, nhưng mà nó chưa nở, nó mới nở có mấy cái nè, cũng sẵn đây quay luôn cho quý vị xem nha. Có một cái video ngoại để lên bông có quá một trời luôn cái một video đó bông rất nhiều, nhưng mà cái này nó sắp sửa nha, nó sắp sửa lên mấy cái bình này nhiều lắm, tới 4-5 bình lên. Rồi mời tất cả mọi người ồ ra khoan để quay cây này nữa rồi mới mời đi. Còn nè cái này ngoài nắng nắng mà cái hồ cái mát đó, cái nó ra cái màu nè quý vị thấy không, sân bớt mà nó ra màu coi nè, đẹp quá quý vị, thấy thương ghê luôn á. Mình thích nó lắm nhưng mà không có thời gian mà dọn dẹp. Ngon quá nè. Rồi mời tất cả mọi người theo chân ngoại nha, đi nữa coi có bông gì nữa không nha. Quá đẹp luôn, sân bớt quá nhiều. Ồ ôi, có bông hồng này nha quý vị. Nhưng mà bông hồng này bây giờ xưa rồi. Nhà con gái nó mua bông gì đó không biết, cái to to không đẹp lắm. Quý vị coi cái bình quỳnh của vườn nhà ngoại nè, mà không có hôm đó không có rảnh để quay á, không có quay được, cái bây giờ nó héo rồi, nó cái này nó chừng khoảng 3 ngày à. Cái này cái màu của nó coi nè,
Ồ, nó còn cái đây nè, hầu như nó héo hết rồi. Ồ, nó nở lên, không có chỗ để rồi, để nó chật quá nha quý vị. Coi bệnh này nè mới thấy sợ nè. Bệnh này em hổm như có quay bữa trồng mấy cây này nè, bữa trồng mấy cái chàng đế dương nè, rồi coi nè quý vị, có bông nè, bông kinh khủng luôn. Này cũng mình cũng mới sang qua cái bệnh này, cái bệnh này đó quý vị nè, này nó cũng có bông rồi nè. Bữa ngoài có làm cái video này nè, ừ, có cái video này bữa nay nó ra bông rồi nè, coi nè quý vị thấy thương không. Ồ, biết là hết chỗ để rồi. Đi nha, bây giờ đi qua nhà con gái. Rồi nha quý vị, tới nhà con gái rồi nha. Mình sẽ vô mình quay mấy cái bông lạ của nhà con gái nha. Trời ơi, cái bình này nó... Coi nè, coi nè cháu ơi, quay nè. Cái thương hết sức, cái này bỏ khô chết khang đây mà nó nở bông đẹp ghê ha, màu tím đẹp quá. Đây quý vị coi bông hồng, hồng mỏm bông nhiều lắm mà. Để nó... Đây nè, cái này nó mới mua nè. Coi bông đẹp nè. Rất đẹp ha. Bây giờ con gái nó bắt đầu nó sang qua nó mê bông hồng rồi nha quý vị. Nhỏ này nó thay đổi nhiều quá. Đây, để lên lấy cái bông này cho quý vị coi nha. Ôi ôi, có bông to này, út thôi coi nè. Ôi, cháu thấy không nữa. Coi nè, bông nó mệt, nó cũng tàn rồi đó, nó không còn đẹp nữa đó. Ở bụi này nè, còn cái bụi này thơm ghê vậy cháu ngoại nè. Ừ, thơm đẹp quá. Ôi, dễ thương ghê không. Đem bụi nữa nè. Rồi bông màu tím với màu trắng nha, hai màu dễ thương quá, đẹp quá nha. Rồi mời quý vị đi nữa nha. Ồ, cây này bữa nay coi nè, coi cây này đẹp nha quý vị. Cây này quá đẹp. Rồi thầm đi ra sao đi. Mua bông hồng nhóc cho mẹ mà chưa trồng để héo tàn hết rồi. Wow, đủ màu cho nha. Nè, mới mua về đó nha quý vị. Bông này không biết, bông hồng gì không biết. Đi, ngoại kìa, ngoại, ngoại chào ngoại. Ngoại làm gì vậy? Ừ. Cái này ngoại làm gì? Có cho ngoại quay, ngoại khỏi quay. Sửa ống nước. Wow, dơ quá vậy. Coi nè, cái bông hồng này héo trơn rồi, bông hồng đẹp. Coi nè quý vị, coi cho cái bụi này trồng ở đây coi nó đẹp nè quý vị. Đây, quay cháu ngoại coi nè. Coi nè, xuất sắc. Cái này cũng là đế dương luôn rồi nha quý vị. Gái nó trồng đây nguyên cái vàng này là ba bình này, bốn bình này bông hồng, không coi cái chùm bông này nè quý vị. Con này trời ơi đẹp, màu tím đẹp quá ha. Bây giờ bắt đầu mê cái này nữa rồi. Ông ngoại qua làm ống nước lại cho nó trồng chỗ đây nè, mua nguyên một dàn bông hồng ngang qua đây nữa nha quý vị, nó tận dụng hết luôn. Con này ô, màu đẹp quá, bông này cái này không thấy màu, không thấy bông. Wow, con này hôm nay mình quay bông không nha quý vị. Cái chanh nó rụng lên, uổng quá. Trời ơi, bông nè, nói về bông thì thôi, cái lụ này bông hết hồn luôn. Trời ơi, cái bông, cái lụ bông biết bao nhiêu mà nói. Cái lụ này rất là ngon nha quý vị, nó ngọt. Mà nó nước nhiều lắm, rất ngon luôn. Đó, cái bông bình đỏ rồi, đẹp quá rồi, mà nó tàn rồi. Hôm nay cái này kêu gì quên rồi, xương rồng này á, bông ít quá, ô bữa nay nó nở trơn rồi. Chèn ơi, nó nở nè, ở trong đó mấy bụi nhỏ nhỏ nở thấy thương ghê luôn. Coi kìa, cháu quay trong đó đó, thấy thương không. Cây mận nè, tưởng nó chết rồi mà giờ nó sắm lại rồi nha quý vị. Wow, cái bình này không thể nào không có phe với quý vị nha. Cái này là phe thiệt rồi. Coi nè, giống như cái bông hồng thiệt đó nha. Ôi, đẹp này nha cả nhà. Ôi, cần anh chị ơi xem coi.
rất là dễ thương mình này nha. Này cái này thuộc về phe thiệt. Quay cái này mà xỉa qua cái nọ đó, giống như cái bông hồng ha. Ô này nở hết rồi, bông nở hết rồi. Chưa đâu, nó nở chưa hết rồi, nhưng mà hổm có mấy cái bình này nở cái bông đẹp, rất là đẹp luôn. Mà hổm không có quay, không biết con gái nó có quay không có quay nữa, mình để vô cho quý vị xem nha. Cái này là nó ra, nó nứt bông ra quá chừng luôn, chùm luôn. Nhưng mà nó chưa nở thôi. Mấy cái này nở thấy thương. Ôi ôi cái bụi hồng này. Lại đây quay nè, cháu lại đây quay này nè. Hết biết cái bộ bông hồng này nó đẹp rồi. Wow, thanh long này cũng có bông rồi nè. Có trái bên kia rồi đó. Bên trái đó mà sao lâu quá không thấy nó chín nè. Thanh long đỏ nó có bông rồi nè quý vị. Nó nở ra bông rồi nè. Cái nhánh này sao lạ quá, nó quéo lại nè. Ngộ ha, nè. Rồi ở bông rồi đó. Đây nha quý vị, coi cái bụi bông này, con gái nó mua cái này, nó cho leo lên đây này nha. Có đẹp này nha. Cái màu này đẹp vô cùng luôn. Bông từ dưới gốc bông lên luôn, quá tay luôn nha quý vị. Bông đẹp luôn nè, màu đậm đà xuất sắc luôn. Bây giờ bắt đầu mê nữa rồi, mê bông hồng nữa rồi, theo nó không kịp nha quý vị. Cái màu hồng, cái màu nè, màu hồng thiệt á. Cái bông nó nhiều lớp ghê luôn, nó dày á. Cái này như gọi là bông hồng giấy á, đẹp quá ha. Này như nó gọi là bông hồng giấy á, bông này bông hiệu đó, như nó mới có 1-2 năm nay nó có thôi đó. Người đó giờ nó làm cho leo lên cái nhà kho này nha. Hồi trước một bụi nãy quen trước đó, giờ đây bụi nó cho leo lên đây nữa. Con này cũng mê bông quá chừng luôn. Cái trái thanh long này sao ăn được chứ ta? Nó lâu quá sao ngoài thấy nó không chín. Cái này lâu lắm rồi đó. Cái này bắt đầu mấy cái này nó sẽ ra bông nè. Nó ra bông nè. Mấy cái bụi này quý vị, mỗi lần hôm trước, mấy năm trước, ở năm ngoái rồi có quay nha. Có quay nó đó mà bây giờ nó vẫn hình như có lớn hơn đó, có lớn hơn chút đó. Cái này để hôm nào mình rảnh đó, mình qua đây mình sẽ dọn dẹp cái này cho con gái nữa nha quý vị. Tại vì bây giờ bắt đầu lá khô nó nhiều quá rồi, phải qua dọn. Hôm nào mình dọn mình sẽ quay cho quý vị xem nha. Cháu bố bà kêu nó xích ra. Rồi nè, trời ơi, chùm này lên. Héo rồi, bữa nay nó héo rồi. Cái này mua về trồng sang năm nó mới đẹp nha quý vị. Trồng hàng đây, nó làm cái dạng lên đây, cái thương ghê luôn. Rồi nãy giờ thì trong vườn nhà ngoại năm nay bông ít quá nha quý vị. Năm nay xem đỡ với vườn nhà ngoại nha. Tại vì năm nay trời lạnh nhiều quá cho nên bông nó ra trễ quá. Nó sẽ có nhưng mà đường chắc hơi chậm chút nữa. Thì hôm nay vườn nhà ngoại quay một khúc gì để lên cho tất cả anh chị em cùng các cháu xem cho đỡ nha. Chi vui với vườn nhà ngoại cũng có được ít bông. Thì tới đây ngoại vườn nhà ngoại xin tạm dừng cái video này. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn anh chị, cảm ơn các cháu đã luôn quan tâm và yêu thương video vườn nhà ngoại. Thì mong mọi người đồng hành cùng vườn nhà ngoại tiếp theo những video kế tiếp nha quý vị. Quý vị thích cái gì thì quý vị nói lên, comment nói lên để mình biết, mình quay mình để lên cho quý vị xem nha. Thì trong vườn nhà ngoại chỉ có sen đá như cây ăn trái rồi vậy thôi. Rồi xin hẹn gặp lại video sau nha. Xin chào.